Đây Huyền Nguyễn xin kính chào cả nhà. Cả nhà ơi, nói hello cả nhà. Bây giờ mình trên đường đến khu vực nhà mình ở cách đây 24 năm rồi. Khu vực lần đầu tiên mình đến Thụy Điển á, 24 năm rồi. Bây giờ mình ghé lại thăm có thử nó khác biệt gì không. Theo mình nghĩ thì chắc chắn cũng có khác biệt gì đâu, ở bên này nó cũng bị thay đổi đó. Nhưng mà để xem coi trên đường đến này, khu vực đó gọi là Ramnes. Bây giờ là mình là sẽ đến khu vực Ramnes, một tiểu bang là cũng là không có nhiều người, cũng là một vùng quê bao nhiêu người vậy? Một vùng quê yên tĩnh thôi. Khoảng bao nhiêu là dân số ở đó? Đó anh nghĩ chắc khoảng 1.000 là không, 500 ngàn là 1.500 người thôi. Bây giờ mình đến cái tiểu bang để đó, cái tiểu bang là Ramnes để là ôn lại hồi xưa nha cả nhà. Xem có gì thay đổi không? Xem nó có gì thay đổi không? Bây giờ rẽ vào Ramnes, đây Ramnes, Ramnes. Đây là mình qua đây ở 20 năm rồi, mình mới đi cái tiểu bang này này. Mình chưa có tới nơi đây lần nào cả. Lâu lắm rồi tới lại đây xem coi. Anh cũng không thay đổi chi nhiều ha. Cảnh gì vừa trời ngày nay có hơi mưa và có hơi mù nha các bạn. Và bên đó một cái nhà thờ này. Đó, to chưa? Nhưng năm nào? Nhà thờ đó không thay đổi hả? Ít khi thay đổi lắm, nhà thờ ít thay đổi. Ở bên này thì cảnh vật là nói chung là nó ít thay đổi, mà con người mình thì đổi thay. Con người lớn lên. Ở gần rừng như vậy là người ta thích lắm các bạn. Skutuna này, chạy về Skutuna này. To Skutuna. Đây là 48 cây. Đó. Đây là cũng có một cái là dãy nhà này, villa này. Đang ở là chung chung dây này. Ramnesnia. Thì cái đường bà rẽ vào Ramnes nha. 24 năm rồi. Ở chỗ nào? Không thay đổi gì hết. Bên tàu điện thì hồi xưa hay đi học. Đi học ở đường này chơi hả? Đi học để dễ ra bên tàu điện thì vòng qua. Con là hai đứa mới hôn nhau bỏ đi nè. Mình tự bỏ đi đằng đằng. Tàu điện mới qua để đi học học tiếng Thụy Điển này. Sáng nào ra đây đứng đợi tàu điện này. Ai mà qua Thụy Điển là lần đầu tiên là cũng phải đi học hết các bạn. Đi học ít nhất tôi học 10 năm đó. Là cũng học 10 năm. Bây giờ thì nói chung là ít nhất người mình là phải học 2 đến 3 năm. Mức học 2-3 năm rồi, nếu mà học lên thêm nữa thì các bạn nên học lên. Ở bên này là nói chung lại, nếu mà mình có chỉ hướng học thì cũng có ngày là tự thành bác sĩ, kỹ sư. Chỗ mình ở đây này. Đó. Ngồi là Sundot, Sundot Regen. Nhân ở đây là dạy gia hồi xưa nha. Anh làm lại kiểu nên đẹp nhé. Mừng nguyên thì vậy luôn á. Đây. Cái gian này ra. Cái gian quay này. Lại. Cái gian này cũng còn đẹp đi. Xong đó rồi nha. Gian này còn đẹp mà. Gian này tại sao mà chuyển đi chỗ khác vậy? Thì hết được làm tiệm ở trên kia, chuyển lên trên kia cho nó gần á. Chúng ta chạy lên chạy về mất công. Nhà này thấy vẫn đẹp như ngày nào rồi. Đã được 2 năm. Mình có bức đôi chi không? Không, không biết khác gì hết.
họ để lại nguyên vậy hả? Ừ, như mấy cái này to hơn, mấy cái trước này to hơn. Ờ, mà có cái này đẹp này. Đủ có đầy đủ chơi mùa hè. Ừ. Đó, đây là tiểu bang Râm nè, đây các bạn nhà chạy xuống Râm nè. Chạy xuống Râm? Chạy xuống quấy hả? Đi bò xuống Râm. Mình sẽ quay cho các bạn coi một chút nha. Vâng. Nơi đây có gì? Mình chưa bao giờ đặt chân đến tiểu bang này, nhưng mình sẽ đi quay một chút cho các bạn biết về tiểu bang này. Có khoảng hơn 1.000 người. Dân số là ở tại nơi đây. Đa số là rừng nha các bạn. Cái gia kịch nữa trước di liên trong một vườn cải đó đó. Đây là nhà hồi xưa của ông này ở này, bà này ở. Anh có cắt cỏ mấy lần, mấy mua. Mà đâu có thấy có đất đai gieo đâu mà tâm cãi. Làm mắm gieo, đất rộng thế, trong cái chỗ gia cảnh là kia hết thế dạ thôi. Là đất mình làm ra. Là mình làm ra bây giờ họ bán hết ra, họ trồng cỏ lại. Tâm cỏ lại à? Đất mới bán ra rộng. Trong sao có người cả. Không mà thấy cũng nhà không vậy? Thì họ đi làm ăn hết rồi. Mà ở cái chỗ đây rất là vui nè. Cái chỗ này cũng vui mà, đâu có buông đâu. Quảng xã ít. Quảng xã ít thôi, nhưng mà ở đây villa là rất nhiều. Ở đây là rất là yên tĩnh, đẹp. Yên tĩnh. Ở gần đây này, ở đây là các đứa trẻ con nó hay thương tới đây chơi các bạn. Ở bên này là không có đất giống như ở bên Việt Nam mình. Ở đây đất là hột hột vậy nè. Đó. Đa số là đất này thôi, biển thôi cũng dày cũng đất này. Râm nét. Lần đầu tiên qua đây ở. Râm nét. 24 năm rồi phải gửi lại. 20 năm, 24 năm. Chỗ này nhà cửa cũng không thay đổi, chỉ có chiếc xe mới. Chiếc xe nào mới. Đây là cái chỗ này họ chỉnh cái cãi đó là không cho xe đi vào đâu các bạn ơi. Họ đi. Và các bạn cũng thấy nha, đây là có một chút gì về là yên tĩnh và bình yên. Chứ nói chung lại là hẳn cộng vậy, mình đã thấy cộng là cảnh ở ngoài rất bình yên. Đứng trước mặt coi đừng yên mà hình được một phút á. Thôi tự niệm lại nhà ngày nào đứng đó kia. Chụp cửa trong xỉu coi. Ngôi nhà hồi xưa khi mới qua. Mình anh hay ngủ cái phòng anh đây nè. Ok, lên đường. Đó, nhà hồi xưa là bạn Sang đã ở đây đấy các bạn. Và bây giờ bạn đến đây để hồi tưởng lại là những ngày xưa. Bây giờ mấy chục năm rồi, đi qua đó mấy chục năm rồi. Qua đây 24 năm rồi, ở đây 24 năm rồi. Qua đây ở 24 năm mà bây giờ mới tới thăm lại thôi hả? Mà nhà cửa vẫn y nguy vậy. Nhà cửa vẫn như cũ, không có gì đặc biệt thay đổi. Thấy nơi đây sự phát triển ở đây cũng chậm ha? Phải chậm, nhưng mà đã phát triển rồi bây giờ giữ lại thôi. Chắc không có phát triển thêm nữa. Ở đây là đa số là rừng nhiều các bạn, đi đâu cũng rừng nhiều. Nhà cửa ở thì có một khúc vậy thôi. Rồi cũng là rừng và núi và nước. Cũng sông này.
Ở đâu cũng có cơm sống, ở bên mình, ở bên Việt Nam thì có là siêu thị là Cúp Mắc. Cúp Mắc mà bên đi là Cúp, cúp mình kêu cơm sống. Phật là gì nhỉ, mình tới Phật. Đó, thấy chưa? Rừng núi là như vậy đó. Forestar, hình như chạy về hồi trước là chạy đường đi nè. Đường mới ngoài đường mới mở xong đi. À, là đường này chạy về là tiệm bằng Forestar. Ừ. Đường ngoài này là đường mới đó. Mới mở là ăn trước khi ăn có mấy chục năm. Có cụm súng đi. Đây là cụm súng. Không được cụm súng thì ngay đường đóng cửa đó thì phải. Cụm súng đi đâu cũng có hết. Có cái tiệm bánh bị sao như thế đây, như đường đóng cửa luôn rồi. Cụm súng là đóng cửa nhiều mà. Bữa nay đây hẳn có cụm súng nữa luôn đó. Hẳn có chè nữa luôn. Restaurant Ramlet. À, đây có cái restaurant, có nhà hàng và con mở. Và nhà đó là Legenhead này. Legenhead là chung cư, khu chung cư này. Ờ. Ờ, trước là chạy thẳng về, về Vispo rồi về Ramlet. À, về Forestar. Chạy thẳng về rồi là về tiệm bằng Forestar. Về Ramlet Forestar, thì ngày ngã đường được. Ở đây đi đâu có sông hội hết á. Sông mới đẹp chưa? Sông này có cá không ta? Có mà. Người ta có đi có cá không? Có chứ. Mình thích thì mình đi vòng vòng mình câu mình chơi. Mùa hè mình đem cân. Mùa hè là nghỉ lễ, nghỉ hè được một tháng là đi chơi. Đi rừng rồi đi sông để mà câu cá đồ vậy á. Các bạn ở đây cũng vui lắm ạ. Như trong đây là có mấy công ty mà làm mà giờ xây xích xích bự xích to mà tàu vận tải lớn. Xây xích hả? Ừ. Và có làm ở đây. Vậy cũng bất hóa mà. Nhưng mà sao mà có công ty rồi là ok à? Công dân. Đây này đó, industry. Đó là cái chỗ industry các bạn làm hạng xưởng đó. Xem lá đi đường về đây nè. Đây, mình đi về hai, hai cái hai nó mà hai có hai con sông rồi ha. À ha, cái đường này đóng hả? Cho chạy à? Không rồi. Khi tên nó cho chạy không? Khi đi cho chạy gì? Thì khó ở đây, nghĩ là hẳn cho đi. Đây, cái đường này, đây thêm một con sông nữa là ba con sông. Thấy chưa, sông nhiều, sông ở đây nhiều đó. Đường này làm vậy nhưng mà cũng chạy đi. Mà bây giờ đang làm cầu lại nha các bạn, cho nên họ không có cho đi cái đường này. Mình phải là chuyển ra cái đường khác để mà đi thôi. Mời các bạn cùng theo chân mình để coi nha. Em muốn chạy ra đường chính hay là về đường đi luôn được? Vui hay? Vậy cái đường Vispo do công thương đi đó. Chạy đường Vispo này. Nghe là bây giờ gia chung cư người ta ở vậy là rất là nhiều rồi các bạn. Làm lại thêm đi có người Việt ở nữa. Ở đi đâu mà chẳng có người Việt. Chỉ còn một hai người Việt. Đi đâu cũng có hết à. Mà mình sửa cửa lại. Đây yên tĩnh. Đường này giống cái chạy đường rừng á, nó cũng phó lịt đó. Tại vì hắn có điện, điện như vậy. Đường này là cũng thuộc về đường rừng này. Hello. Đường quốc đường đây quốc là lộ 19. Đường quốc lộ 19 hả? Giống như vậy, cái từ giống như vậy. Không mà đường này là phải nói không phải quốc lộ 19 đâu. Đường này là đường lăng ấy. Không phải đường phía trong. Đường nhỏ giống như đường mà cái kiểu mà làm đường tổ đường á. Hay là không? Đó, mình các bạn có thấy cảnh vực ở là thì đi là có nó Việt Nam mình rất là đẹp mà bên này là tại vì mới tuyết xuống bây giờ là đường xã sạch sẽ vậy là cũng bro lắm đó, là cũng ok lắm các bạn ơi. Còn giống mới tuyết nữa là bỏ chỉ có tuyết thôi, phải nói tuyết là tuyết cảnh nông thôn mà nha. Nông thôn nhưng mà đây là thuộc về là nông thôn yên tĩnh á. Không phải là quá nông thôn lắm đâu. Công ty. Ở đâu cũng có chỗ làm việc hết. Đó, đó khách sạn tống kìa. Đó, khách sạn rất là đó. Mình thấy vậy đó, nhưng mà Nuden
khách sạn Nuden mình thấy vậy, nhưng mà ngoài hàng cũng đẹp nha. Ngoài thấy vậy nhưng mà phía trong đẹp lắm các bạn. Công ty làm mặt sẽ dậy nữa chứ. Làm đầy đủ lắm. Nói chung lại là gì cũng đầy đủ hết. Sạch sẽ, thơm, lưng. Ở cái chỗ này là người ta chạy ngựa nữa nha. Ở đây toàn cây cối vậy. Cây cối, xe chạy. Một chiếc xe buýt chạy lên thì Surahama chạy bên cái tiểu bang khác của tiểu bang này đây. Các bạn thấy không, thống các mà các bạn kia thống mà nó dài thẳng 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 bắn thẳng bắn không à, nó làm xong rồi là giống để cho da là nó đi đi cắt đi đi động rồi đi làm đủ thứ. Nói chung lại cái thống nó làm rất là nhiều thứ, bàn ghế tủ hoặc vật liệu xây dựng, nhà vật liệu xây dựng nhà cửa ấy. Nói chung nha, bên đây tông thông rất là nhiều nha. Như vậy đây, nhưng mùa hè là đẹp lắm các bạn ơi, xanh tươi bất cỏ lãng mịn màng. Bây giờ nó có màu xanh là chuẩn bị vào hè đó. Sierling Bay. Đó, đây. Bây giờ đường mưa xuống, đường xả như vậy. Đó, toàn rừng không à, rừng về nước, đường, cây, cây thông. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn ra một con đường là thẳng để vào mà tiểu bang khác nha. Cái này đây đẹp thì chắc là mùa chim mùa hè lên cậy. Tại sao nó đây không trồng lúa ha? Không trồng lúa đấy. Ngay trồng chết luôn. Đấy. Ngay trồng chết luôn. Không trồng bất cỏ bất cỏ. Không biết. Không phải bất cỏ chứ, hàng bất cỏ là. Hàng bất cỏ bơm 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 bơm. Phải sống. Phải sống dây sao? Sống nói chung lại nên mình rừng nhiều nha hả? Rừng cây cỏ nhiều. Đó, một con đường rất là đẹp, thanh thang. Xe thì không có người xe đi, còn cái đường trên này là đường tàu lửa chạy đó các bạn ơi. Gặp mà thời tiết mưa nên nhảy nữa thì cũng buồn. Ở bên này gọi là tàu điện. Tại vì chạy bằng xe dây điện. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn những clip tới. Bye bye. Đây là những cái khu vực dưới rám này đục ra đường quốc lộ nha các bạn. Đây. Có cái siêu thị. Và bây giờ này đây làm nhạc nhiều này. Làm nhà Davis Booth à? Rồi đây về tiểu bang Davis Booth rồi. Là gần Augusta nữa, nó đây chạy ngựa nhiều nha. Ở đây bên đây là có mùa đông khoảng 9 tháng 10, các bạn đi bãi nắm nhiều nha, đi hành nắm nhiều, nắm đắt tiền lắm á. Nắm căng tre bên nắm một lít đi, đi đi nắp tấm đi, tấm đi đi, tấm đi đi, ngắn đi đi, đó, nắp tấm. Nghe chứ, mới đi bắt vô, ô này, đẹp chứ, nắp đi câu cá, bắt cá đôi chi ai á. Chừng ai đấy.
lên trên rừng này mà mình giống đi quay cảnh cây bonsai của là ở trên này là cảnh là nhiều ở rừng hai bên rừng đi với cả cau đẹp anh nè cau rất đẹp cả là hết cỡ perfect luôn. Đây là về dạ lại về Forresta này, đường về Forresta đây làm này mấy cái chỗ đổ xăng này to quay chạy vòng chạy rồi. Máy mơ mù mịt chăng dằng nhật lại rồi về Forresta là máy mơ lại mưa. Về đây là cũng là một cái hồ này. Chạy vào đường, đường hồi nay là cũng là sạch sẽ, đẹp và mát mẻ. Nặng lên một tuần là đường thấy khác lắm các bạn. Bây giờ một tuần vừa nặng vừa mưa mà thấy cũng ok lắm. Có những khúc nắng, khúc mưa và khúc mưa, khúc nắng. Con rùa vô trong đây. Lối tới chạy tới những con đường gì á. Mình hồ này, hồ này là mùa hè là người ta ra bộ tôm đi. Câu cá này ăn đi. Ở đấy nói chung là mùa hè cũng đi chơi cũng đã năm vui lắm các bạn. Được chưa? Mùa hè đi rừng nó rất là ăn mát phết đó. Bây giờ là một trước một đoàn xe chạy này. Rồi qua đến xe này mình này. Ở bên này là chỉ có hai đường. Một lần này là lần xe chiều này là chạy một chiều này. Còn lần bên tên là hai lần xe chạy. Hai lần xe chạy nha các bạn. Bây giờ về lại thảo Forresta rồi mà mưa nhiều quá. Ở đây mưa nhiều, mùa hè cũng thấy toàn mưa với tuyết không à. Mây mưa và tuyết. Yeah, lên. Hồ này là cũng có cá nhiều các bạn này. Mùa đông là tuyết rất là nhiều, người ta xoay một cái lỗ để câu cá ngồi giữa hồ luôn, ngồi giữa tuyết vậy, đóng tuyết cái đồng băng á. Mọi người ta câu cá đó. Về bây giờ này xe rất là nhiều giờ cao điểm á. Giờ này người ta đi làm về hết rồi, bên này là thường thường làm buổi sáng 2 giờ chiều là về 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, là cái giờ nữa là họ bãi đó. Tăng làm, không có làm nữa, và đổi lại người khác làm ca khác. Cái chiều, một cái chiều, một một cái chiều, ca sáng, ca tối, 3 ca là ca cao điểm. Bên đó có cái tiệm Sibella nữa. Sibella là người ta bán hamburger, bán hot dog, bán thức ăn của Tây, của Thụy Điển nữa. Cao điểm. Đông chứ. Bây giờ cao điểm xe go rất là nhiều.
Họ đứng một đoàn xe, đứng dài, chụp hàng dài luôn. Đó. Bên đó là có mấy hãng xe, bán hãng xe các hiệu này. Kiva, Ocean, hiệu xe là Skoda. Nhiều hiệu khác nhau, nhiều loại khác nhau. Còn xa xa đăng ký là tiệm xăng. Vàng vàng vàng, đó là tiệm xăng các bạn. Đây là đời sống hàng ngày của những là con người làm ăn vất vả đó. Đây là có tiệm Vilit này. Mình sẽ đi vào đây đổ xăng này. Và đi một vòng 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 cho các bạn coi nha. Đó, như cao điểm xe gồ rất là nhiều. Anh đi vào đây đổ xăng phải không? Ừ, chắc đổ bình luôn. Bây giờ là mình dậy xuống đi đổ xăng nha các bạn. Đây là xăng là có ba loại khác nhau nha. Cái này là benzin này, dầu màu xanh này này. Và cái này ethanol này. Và cái này diesel. Nếu mà mình chạy diesel là mạnh nha các bạn. Mà chạy cái này cái xăng á, loại xăng là nó yếu hơn. Và đây là mình đứng trước cái này là bỏ cụt vào và bấm trước này. Đó là có Stockholm 1 và Stockholm 2. Đó có những cái trái này đây, mình phải bấm xong mình đi tới để mà đổ xăng. Đổ xăng vào, mình đổ xăng mà khoảng đầy bình, một bình xe này là khoảng một mà 2 triệu 2 khoảng về 2 triệu 2 mình chạy được mấy một tháng hả? Hello. 2 triệu 2 chạy được khoảng một tháng đó. Đây là mình sẵn từ tạ tiền rồi từ mình vào bỏ cạc vào. Mình tạ tiền rồi sau lại là mình tới đổ xăng. Bên kia một bên dãy là một người mà năm như vậy là một bên một dãy vậy là hai người, hai dãy là bốn người. Là mình đổ xăng thoải mái đó các bạn. Và vào đây là các bạn có thấy này, đây là có một cái tiệm Vilis ha. Cái tiệm này là người ta thường thường là cái tiệm này mới mở năm ngoái vào tháng 8 nhưng mà khách rất là đông. Khách cũng đông lắm. Và bây giờ là xong rồi nè. Xăng đầy rồi là rút ra bỏ vào lại cái chỗ đó. Từ tắc từ đồng hết đó các bạn ơi.
Bây giờ mình dậy xe vào để đi về nhà ăn cơm. Mình chạy cả ngày rồi, cho nên mình phải là tự về nhà nấu ăn. Các bạn cũng có quay rất là nhiều, phải không các bạn? Rất là nhiều những clip mà mình quay là đa số thành phố và thôn nông thôn rất là nhiều. Mình thích cảnh nông thôn nó nhẹ nhàng, thành phố thì rất là sôi động, mà nông thôn cũng là đẹp các bạn ơi. Mới đi ra thôi mà xe đứng một dãy rồi này. Bên kia xa xa đằng kia là bệnh viện Forgesta, bệnh viện mà giống như có những người dưỡng thương thì đi tỉnh lớn nghe, mà đây là một tỉnh khoảng là 13.000 người thôi. Hello. Dạ, rất đúng rồi. Và cũng có đằng kia xa xa đó là cái nhà mới xây, đó là dành cho hồi dưỡng lão của người già đấy. Hồi dưỡng lão của những người già mà người là những người già yếu rồi á, là vào đây để dưỡng lão đây các bạn. Họ đang xây, là dự kiến là cuối năm nay, năm 2024 là sẽ xong đó. Đó, viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão lớn hả? Ở đây là đất đai phi diêu các bạn. Tôi nói vậy, tha hồ làm, có tiền là làm thôi, đất đai nhiều lắm. Mình xin chào và hẹn các bạn lần sau, mình sẽ quay những clip bổ ích cho các bạn quay nha. Bye bye.